kể và chia sẻ những cảm xúc mình trong khi hoàn thành đoạn huy chương đồng của nội dung 4x400m. Em cảm thấy rất là vui, cũng rất là bất ngờ khi mà mình có được tấm huy chương đồng này. Em không nghĩ là mình có thể là giành được tấm huy chương ở cự ly này. Thì đây cũng phải không phải là sở trường của em, nhưng mà em đã làm được. Nhưng em cảm thấy là bây giờ rất là vui, rất là hạnh phúc. Và cái tấm huy chương này thì em xin gửi tặng đến tất cả thầy cô, thầy của em và chuyên gia, là luôn trong 3-4 tháng vừa rồi ấy, thì thầy với em cũng chịu rất nhiều là cực khổ để có được cái kết quả ngày hôm nay ạ. Trong mấy vòng đầu mà Hoàng đang ở những cái cuối thì có phải là đấy, cái chiến thuật của Hoàng khi những cái đường vòng cuối là Hoàng bứt lên rồi? Đúng rồi, thì đó cũng là chiến thuật của em, tại vì chiến thuật của em là cố gắng là bơi dư sức để mà cố gắng càng về cuối thì mình có thể tăng lên được. Và khi mà còn 100m thì em cảm thấy đối thủ của mình ngang mình rồi, thì bắt đầu mình phải cố gắng. Tại vì khi mà em nhìn qua số 7 á, thấy bạn ấy cũng đuối dần rồi, thì em nghĩ là mình có thể vượt lên. Khi mà vượt lên thì thế mình chưa đủ thì có thể là giành được tấm huy chương đồng rồi. Và em cũng cảm thấy rất là vui rồi. Sau ngày thi đấu đầu tiên ở bộ dung 1500m thì em chia sẻ là em bước vào giải đấu với nhiều áp lực. Vậy thì sau đó áp lực có được cởi bỏ không? Em càng lúc em càng tốt tốt. Khi mà bắt đầu cái liên 1500 á thì trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên là mình phải làm sao mình bảo vệ được tấm huy chương của 4 năm trước mình đã giành được. Rồi là suy nghĩ làm sao mình có thể là giành được từng tấm huy chương cao nhất để cho đem về cho đoàn thể thao Việt Nam. Rồi là suy nghĩ là làm sao thế nào để mà có được tấm huy chương để mà dành tặng cho tất cả mọi người. Tại vì khi mà mọi người quá là thương yêu rồi là đã dành nhiều tình cảm cho em ạ. Thì lúc em suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà ấy thì bắt đầu em khi mà thi xong 1500m thì em bắt đầu nghĩ lại những cái đó là mình không cần nữa. Bây giờ mình phải cố gắng tập trung thi đấu thật tốt để mà mình phải cởi bỏ được áp lực đấy. Nếu mà mình còn mà cứ áp lực như thế thì cự ly thứ hai và cự ly thứ ba sẽ không bao giờ làm được. Và em đã vượt qua được khi mà có tất cả anh chị rồi là gia đình rồi ba mẹ rồi xem qua em qua kiểu là trên mạng thì cũng thấy em chia sẻ, thì ba mẹ rồi thầy cô rồi tất cả mọi người luôn đã dành lời động viên cho em. Và đặc biệt là luôn luôn có những người bạn hẳn của em luôn luôn là động viên sát cánh cùng em đi trên con đường của em, luôn luôn là dành tất cả mọi thứ để cho em được tốt nhất ạ. Nội dung 400m vốn vài năm gần đây thì không còn là sở trường nhất của em nữa. Thì nhưng mà cái tấm ngày huy chương đồng ngày hôm nay thì có khiến em thay đổi cái mục tiêu chiến lược này không? Dạ, tấm huy chương đồng này thì ngoài sức tưởng tượng của em, nhưng mà mục tiêu của em á vẫn không thay đổi, đó chính là cự ly sở trường của em là 800m và 1500m đó. Đó chính là cự ly mũi nhọn của em. Và cự ly 400m này thì như kiểu em tập đường dài thì em có thể bơi tới tốc độ, thì đó là điều bình thường, không có gì gọi là nếu mà có tấm huy chương cũng được, không có tấm huy chương cũng không sao. Đó cũng là một cái trải nghiệm của em. Nhưng hôm nay thì lại được cái là có một tấm huy chương đồng. Trước khi bước vào cho là tâm thế nó cũng là coi như cứ thi cứ chơi thôi đúng không? Dạ. Hôm qua em 800m đi đúng không? Đúng rồi. Tại vì hôm qua 800m xong thì hôm nay cũng bắt đầu người cũng bắt đầu mỏi. Thì em cũng vẫn bước vào tâm trí là thoải mái và thi đấu hết mình rồi. Ok. Đây rồi. Dạ thì em đã hôm qua ngày hôm qua giành được chuẩn A Olympic tại Paris ạ. Và chắc chắn đó là điều chắc chắn để sang năm em được đi Paris ạ. Và đó cũng là điều rất là vui khi mà em đã giành được chuẩn A và được sang năm được đi Paris ạ. Thì đó cũng là một cái điều vinh dự rất lớn đối với em. Cái năm mục tiêu cũng là công đoàn Olympic không? Dạ. Anh viên đã được 9, chưa bao giờ vào chung kết cả. Mục tiêu em thì cũng không hề thay đổi. 4 năm trước ở tại cái Tokyo 2021 thì cũng vậy. Mục tiêu em vẫn là hàng top 8. Và mục tiêu em tại Paris lần này cũng không thay đổi, là vẫn top 8. Trước khi thi đấu có nghĩ là được huy chương nào? Dạ, em trước khi thi đấu thì em không nghĩ là mình có thể là giành huy chương được. Tại vì đối thủ của em thì biết rồi, càng ngắn thì càng mạnh. Khi mà em giành được huy chương thì hôm nay em cảm thấy rất là vui. Thì đây là ngày cuối cùng và kết thúc kỳ ASEAN lần thứ hai em thi tham gia, thì em được 2 huy chương đồng, em cảm thấy rất là vui rồi. Tại vì ASEAN là đấu trường rất là khốc liệt, mọi người cũng xem rồi, thì đối thủ là rất là mạnh. Tất cả mọi kiểu môn Olympic á, thì nhất là bơi lội á, những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì họ có nền phát triển rất là lớn. Khi mà Việt Nam mình thì gọi là nếu mà được đi tập huấn thì rất là vui, còn mà không được đi tập huấn thì tập ở nhà thì điều kiện với là mọi thứ trang bị thiết bị thì cũng không được tốt.
con vừa rồi của mình em ấy có bao nhiêu ấy mà lồng cá ấy thì em có cập nhật tiền không và em muốn bây giờ muốn gửi lời gì đến bố mẹ và thân của mình. Dạ. Thì hôm bữa cũng ngày thi đấu đầu tiên thì cũng có nghe là con vịt là cũng bị gọi là xả đập á, nước cũng lên rất là cao, nhưng mà sau một ngày thì bắt đầu nước cũng bắt đầu xuống và gia đình em thì cũng được bình an vô sự nên em cảm thấy rất là vui khi điều đó. Tại mùa này bắt đầu vào mùa mưa và bắt đầu lũ lụt rất là nhiều cuối năm. Gửi lời gì đến bố mẹ và người của mình? Dạ, thì em xin gửi lời là chào và lời cảm ơn rất là nồng nhiệt nhất gửi đến tất cả người dân Quảng Bình và cả thầy cô Quảng Bình đã luôn luôn dìu dắt em để cho em có được những thành tích ngày hôm nay, và xin cảm ơn người hâm mộ của Quảng Bình và trên toàn cả nước đã luôn luôn theo dõi em và đồng hành với em. Sau này em có về không? Sau này em có về nào? Dạ, sau đợt này.